Tiểu sử Lê Minh Hưng hé lộ xuất thân khủng của bí thư Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nguyên là Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi được bổ nhiệm, ông ở tuổi 46, ông trở thành thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Lê Minh Hưng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có học vị thạc sĩ chính sách công, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970, nguyên quán tại xã Sơn Tân, nay là xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm cuối của chiến tranh Việt Nam và Mỹ. Ông Lê Minh Hưng có bác ruột là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bình. Thân sinh của ông là Thượng tướng Lê Minh Hương, là một nhà hoạt động cách mạng, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an. Mẹ là bà Phạm Thị Hiền. Anh trai của ông là ông Trung tướng Lê Minh Hùng, nguyên là Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giam, Tạm giữ, Thi hành án hình sự tại Cộng đồng, Bộ Công an Việt Nam. Anh trai tiếp theo là Thiếu tướng Lê Minh Hà, hiện nay đang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Thời niên thiếu, ông theo học phổ thông tại thủ đô Hà Nội. Trong những năm gia đình hoạt động cách mạng, ông tham dự các khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1996. Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 9 năm 1997, ông theo học chuyên ngành thạc sĩ về lĩnh vực kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Saitama tại Nhật Bản. Đến năm 1997, ông nhận bằng thạc sĩ chính sách công. Ông cũng thành thạo hai loại ngôn ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngày 21 tháng 1 năm 2000, ông Lê Minh Hưng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức ngày 21 tháng 1 năm 2001, tức là một năm sau đó. Trong quá trình hoạt động và công tác, ông theo học lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Vào tháng 10 năm 1993, ông Lê Minh Hưng tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng làm chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế thuộc Vụ Quan hệ Quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp công tác của mình với chuyên ngành tài chính, tiền tệ, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam. Tháng 2 năm 1998, ông được phân công công việc hợp tác cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á, một ngân hàng quốc tế thuộc thể chế tài chính đa phương, hợp tác nhiều nước trong đó có Việt Nam. Giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2002, ông lần lượt giữ các chức vụ là phó phòng, trưởng phòng của Phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á, trao đổi, thỏa thuận, giao tiếp và đàm phán với nhiều hệ thống ngân hàng quốc tế. Từ tháng 3 năm 2002, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông tham gia các phụ trách các quan hệ quốc tế về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhà nước. Ông được thăng chức thành Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giai đoạn sau đó và tiếp tục phụ trách cho đến năm 2009. Đến tháng 1 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
và tiếp tục là Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Công tác phụ giúp Ủy viên Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc đấy. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Trung ương và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu và đề nghị ông Lê Minh Hưng vào vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 4 năm 2016, Quốc hội Việt Nam khóa 14 phê chuẩn Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông trở thành lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất Việt Nam khi mới nhận chức ở tuổi 46. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có tờ trình đề nghị Quốc hội khóa 14 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ông được thông qua miễn nhiệm và kết thúc hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Từ đó, ông bước sang một giai đoạn mới cho một sự nghiệp mới. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại quyết định số 379 QĐNS-TVK, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phát triển hệ thống tài chính ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ông Hưng là một trong những người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, chính sách quản lý ngoại hối, chính sách ngân hàng, chính sách bảo hiểm tiền tử, chính sách thanh toán tiền điện tử. Ông Lê Minh Hưng cũng là người có nhiều đóng góp trong việc cải cách, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông là một cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín và phẩm chất đạo đức tốt. Ông là một trong những cán bộ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng. Đồng thời, ông cũng được xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hoạt động phục vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những thành tích và đóng góp của mình, ông Lê Minh Hưng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2020, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.